Thì tan đầu cái loa, người chạy đâu cho thoát. Bọn ta đã bao vây lấy lại rồi. Giờ thì ông có chạy đường trời. Đã vậy, ta phải liều mạng với các ngươi. Không cho các ngươi ăn thịt ta đâu. Ai xa, cứ tưởng mấy cái tên là mạnh, làm ta rón rén. Không ngờ, bọn chúng quá yếu luôn. Hả? Cái gì thế này? Bọn chúng có lõi năng lượng ư? Ta phải ăn lõi năng lượng mới được. Ta ăn, ta ăn. Thôi xong các ngươi rồi. Sau khi ăn lõi năng lượng, sức mạnh của ta đã tăng lên rồi. Wow, cơ thể của ta đã có thêm 4 cái tivi rồi. Và trên tay ta đã có dao, có súng rồi. Ha. Bây giờ, ta phải tới vũ trụ 8 để giúp mọi người tiêu diệt cái bọn giờ Kibi Toilet thôi. TV Man, chúng ta phải làm gì để cứu những người anh em đây? Cái tên Sir Kibi Toilet đó, hắn ta quá mạnh. Chúng ta cần phải tìm người hỗ trợ mới được. Những người anh em, ta sẽ giúp mọi người tiêu diệt cái bọn Sir Kibi Toilet. Hả? Có luôn hả? Cậu là ai vậy? Cậu nhỏ bé như vậy, liệu có giúp bọn ta được không? Các anh đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Chúng ta nhỏ bé này thôi, nhưng sức mạnh của ta là hủy diệt. Các anh thấy ghê chưa? Ghê chưa? Quá ghê gớm luôn. Thế này thì bọn Sir Kibi Toilet tắt điện rồi. Anh em, chúng ta đi thôi. Đại ca, bọn chúng lại quay lại kìa. Cái gì thế kia? Ha. Bọn chúng mang một tên yếu ớt đến đây ư? Các người dám khinh thường ta ư? Ta sẽ sử dụng con dao găm này để tiêu diệt các ngươi. Ta e rằng cái con dao đó sẽ không xuyên qua lớp giáp của ta đâu. Ha. Được, để ta xem lớp giáp của ngươi cứng thế nào nào. Các người đã thấy sức mạnh của ta chưa? Các người dám khinh thường ta ư? Đây chính là kết cục của các người đó. Này thì khinh thường ta này.